tục đến với diễn biến giang sơn trong tập trước, Hoắc Vũ Hậu đã cùng với Đường Nhã và Bối Bối đi tới Sử Lê Khắc Thành. Học viện đệ nhất thiên hạ là Sử Lê Khắc tọa lạc bên trong thành này. Có thể thi vào trong đó đều là tinh anh trong tinh anh, còn chưa bước vào trong thành mà kiến trúc nơi đây vô cùng hoành tráng, còn có rất nhiều máy móc hiện đại, đúng kiểu đô thị huyền huyễn. Đường Nhã đứng lại tuyên bố một bất ngờ, đó là tặng cho Hoắc Vũ Hậu một suất nhập học miễn thi của Sử Lê Khắc học viện, khỏi dễ hiểu là tuyển thẳng. Tổ tiên đường tam của Đường Môn là tốt nghiệp ở Sử Lê Khắc học viện, dường như tất cả người tốt nghiệp Sử Lê Khắc học viện đều gia nhập Đường Môn, mối quan hệ gắn kết này vẫn luôn giữ tới bây giờ. Cho dù Đường Môn hiện nay đã xuống dốc, vậy nhưng học viện Sử Lê Khắc vẫn sẽ cho Đường Môn một suất nhập học miễn thi. Bây giờ suất miễn thi này thuộc về cậu rồi, vậy nhưng mà tuyệt đối không được buông lỏng. Sử Lê Khắc học viện mỗi 3 tháng sẽ có kiểm tra tân sinh, học viên không thể thông qua phần thi vẫn sẽ bị đào thải. Hoắc Vũ Hậu tỏ vẻ nhiệt huyết và sẽ hứa sẽ dốc toàn lực ở lại học viện. Đường Nhã nghe lời này thì vô cùng hài lòng, nàng tặng cho cậu một món hồn đạo khí chữ vật hình dạng thắt lưng, coi như là lễ bái vào Đường Môn. Nó được mô phỏng giống như món đồ mà Đường Tam từng sử dụng. Hoắc Vũ Hậu không quên cảm ơn, sau đó ba người cùng nhau tiếp tục di chuyển. Sau khi tiến vào trong thành, cảnh tượng phồn hoa, hiện đại lập tức đập vào trong mắt Hoắc Vũ Hậu. Trên bầu trời lại có vô số khinh khí cổ bay, đó là hồn đạo khí phương tiện giao thông. Kỹ thuật hồn đạo khí của Sử Lê Khắc Thành vốn dẫn đầu ở các quốc gia, vậy nhưng vẫn thua kém Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tuy Hoắc Vũ Hậu sống ở phủ công tước từ khi sinh ra, vậy nhưng lại chưa từng nhìn thấy hồn đạo khí hiện đại như vậy. Sử Lê Khắc Học Viện có được địa vị ngày hôm nay có nguồn gốc từ trận chiến 4.000 năm trước. Lúc đó, Nhật Nguyệt Đại Lục đã va chạm với Đấu La Đại Lục. Nhật Nguyệt Đế Quốc và ba đế quốc trong Đấu La Đại Lục lập tức xảy ra chiến tranh. Thời kỳ đầu, liên quân ba nước trang bị ám khí Đường Môn đã bị hồn đạo khí của kẻ địch đánh bại. Cũng không hẳn là ám khí của Đường Môn không bằng hồn đạo khí của kẻ địch. Ám khí Đường Môn có rất nhiều loại có uy lực to lớn, có một số thậm chí có thể uy hiếp được thần. Vậy nhưng chỉ có Đường Tam và thần tượng Lâu Cầu là từng chế tạo loại ám khí đó, còn ám khí bình thường đọ sức với hồn đạo khí cơ bản là rơi vào thế yếu. Đã chênh lệch về vũ khí, lại thêm chỉ huy hỗn loạn khiến cho liên quân ba nước tại Đấu La lâm vào nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, viện trưởng Sử Lê Khắc học viện đã đứng lên kêu gọi. Triệu tập hơn 60 vị phong hào Đấu La toàn đại lục, đứng lên kháng địch, thành công thay đổi chiến cuộc, đánh tan Nhật Nguyệt Đế Quốc. Từ đó về sau, học viện Sử Lê Khắc không còn thuộc bất kỳ đế quốc nào mà là tồn tại độc lập. Thắng bại của cuộc chiến lại trở thành điểm xuất phát cho sự suy bại của Đường Môn. Bây giờ đi đến đâu cũng đều nhìn thấy người dân sử dụng hồn đạo khí, khiến nó trở thành đồ vật thông dụng. Ngay cả những chiếc xe di chuyển giờ đây đã chuyển sang chế độ tự động, không cần người điều khiển nữa. Nguyên nhân khiến hồn đạo khí trở thành phổ biến là vì số lượng hồn sư quá ít. Đa số đều là người bình thường có hồn lực thấp. Bọn họ chỉ hy vọng cải thiện cuộc sống, mà hồn đạo khí thì có thể làm được những việc đó. Cho nên đã ra đời các loại phương tiện giao thông như hồn đạo xe, hồn đạo thuyền hay hồn đạo khinh khí cầu. Ba người cùng nhau lên một chiếc xe lửa để đi tới học viện Sử Lê Khắc. Cổng học viện nằm giữa hai ngọn núi trông vô cùng hùng vĩ. Hoắc Vũ Hậu được dẫn đi đăng ký nhập học. Dường như uy danh của Đường Nhã và Bối Bối trong học viện khá cao, nên đi tới đâu cũng đều có người chào hỏi. Xung quanh lối vào được bố trí bảy pho tượng của các thành viên Sử Lê Khắc thất quái. Đường Tam đứng chính giữa trung tâm, chỉ là pho tượng thôi, vậy nhưng đã có thể tỏa ra một luồng thần uy. Phân Lan Đức, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cường cũng được dựng lên một bức tượng để tri ân. Bọn họ chính là những người sáng lập Sử Lê Khắc Học Viện. Nhìn toàn cảnh, Sử Lê Khắc Học Viện giống như một tòa thành hiện đại. Học viện được phân làm hai phân bộ lớn là Vũ Hồn Phân Viện và Hồn Đạo Phân Viện, đồng thời cũng được chia làm nội viện và ngoại viện. Ngoại viện ở vòng ngoài, kỳ học 6 năm, hết kỳ học, chỉ có thể thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào nội viện. Nội viện nằm ở trung tâm, đó mới là nơi của học viện thực sự của Sử Lê Khắc Học Viện. Học viện vẫn được duy trì từ trước tới nay là chỉ lấy quái vật. Ngoài viện được xây dựng theo yêu cầu của ba đại đế quốc, dùng để thu nhận học viên do bọn họ đề cử. Bối Bối và Đường Nhã đều là học viên năm thứ 3 của ngoại viện. Qua mấy năm nữa, bọn họ cũng sẽ thi thử vào nội viện. Điều này làm cho Hoắc Vũ Hậu cũng bất ngờ, với thực lực của hai người, vậy mà không phải là nội viện. Về phía hồn đạo viện, các bức tượng trước cổng chính là các nhân vật truyền kỳ của bốn nguyên tố học viện. Hoắc Vũ Hậu nhanh chóng được báo danh đăng ký nhập học, nhận được một bộ trang phục tân sinh và huy hiệu sơ cấp. Học phí năm nhất đã được Bối Bối đóng rồi, giờ chỉ cần lo học nữa mà thôi.
Đường Nhã tới kiểm tra giáo viên chủ nhiệm cho Hoắc Vũ Hậu và lập tức bất ngờ vì người chủ nhiệm đó lại là Chu lão sư, còn được mệnh danh lão sư quái vật. Đường Nhã cũng cảm thấy buồn thay cho Hoắc Vũ Hậu, nàng biết cuộc sống về sau của cậu sẽ không dễ dàng rồi. Ở dọc đường đi có một lão già đang nằm nghỉ ngơi đọc sách. Các học viên sau khi thấy lão ta đều ngó lơ không thèm quan tâm, chỉ riêng Hoắc Vũ Hậu là tiến tới chào hỏi lễ phép, hỏi đường tới ký túc xá. Lão ta vô cùng hài lòng bởi vì hiếm thấy có đứa trẻ biết lễ phép như thế này. Hoắc Vũ Hậu bước lên tầng 2, phòng của cậu có số thứ tự là 201. Trong phòng có đầy đủ thiết bị hiện đại, cậu được sắp xếp ở cùng phòng với một người bạn. Nhân lúc người bạn chưa tới, Hoắc Vũ Hậu mới tranh thủ tu luyện, hiệu quả đạt được nhiều hơn cả mong đợi. Cảm thấy huyền thiên công của đường môn quả thật là công pháp tu luyện tốt nhất của đại lục. Mới tu luyện mấy hôm đã khai thông kinh mạch trầm tích trong cơ thể rồi. Thiên Mộng Băng Tầm cũng thừa nhận công pháp huyền thiên công rất tốt và thích hợp cho cậu sử dụng, mà từ cực ma đồng cùng với vũ hồn linh môi trên người Hoắc Vũ Hậu lại rất phù hợp. Hai cái kết hợp, mạnh lại thêm mạnh. Thiên Mộng Băng Tầm muốn ngủ say một thời gian, cho nên con đường tu luyện của cậu phải tự mình lo rồi. Khi đột phá 20 cấp, đến lúc cần hồn hoàn thứ hai thì hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hoặc là khi gặp nguy hiểm tính mạng thì hắn cũng sẽ tỉnh dậy trợ giúp. Buổi tối, Hoắc Vũ Hậu cũng mặc quần áo học viên để ra ngoài tham quan. Đến một nhà ăn, trên tường cũng được treo ảnh của Đường Tam. Trên bàn lại có rất nhiều món ăn, thực đơn vô cùng phong phú. Nhìn thì thích lắm, vậy nhưng chỉ tiếc rằng trên người cậu chỉ có vài tệ. Căn bản không mua nổi bữa cơm ra dáng, cho nên đành phải quay mặt rời đi. Rồi chỉ mong sau khi khai giảng để nhận nhiệm vụ nhận thưởng. Sau khi trở về phòng thì cửa phòng đã mở, hiển nhiên là người bạn đã quay trở về. Điều bất ngờ là khuôn mặt cậu ta lại giống với con gái hơn. Rốt cuộc đây có phải là nữ cải nam trang hay không? Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo để rõ hơn nhé! Video này tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!